hai người con riêng của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan và Phượng Liên về chịu tang cha. Năm 1964, Diệp Lan kết hôn cùng với nghệ sĩ Phượng Liên, họ có hai người con. Đến năm 1966, khi con gái chưa đầy 2 tháng tuổi, cuộc hôn nhân rạn nứt. Sau khi chia tay, hai người đều có ý định muốn quay lại với nhau nhưng không thành. Vào lúc 7 giờ sáng 11 tháng 3 giờ California, Mỹ, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan đã trút hơi thở cuối cùng sau một cơn đau tim. Ông tên thật là Dương Công Thuấn, sinh ngày 4 tháng 3 năm 1941, hưởng thọ 83 tuổi. Tang lễ của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan được diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tại Mỹ. Theo cáo phó của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan được gia đình công bố, linh cữu của ông được đặt tại Cypress View Mortuary, California. Tang lễ diễn ra trong một ngày là 15 tháng 3 năm 2023, gia đình miễn phúng điếu. Sau đó, lễ hỏa táng được diễn ra vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. Linh vị của ông sẽ được đặt tại chùa Viên Quang để nghe kinh kệ và tiện cho người thân, bạn bè đến thăm viếng. Tang gia kính báo gồm vợ hiện tại của ông bà Phạm Thu Phong và con trai Dương Bình Tiên. Hai người con riêng với nghệ sĩ Phượng Liên là Dương Phượng Loan và Dương Phong Tuyền. Nói về cuộc hôn nhân với Diệp Lan, bà Phượng Liên cho biết, kết hôn sớm từ năm 19 tuổi, thời đó tôi còn trẻ với lại thấy ảnh lớn hơn tôi tới 8 tuổi, hiền, ít nói và nghiêm nên tôi đem lòng thương. Khi anh ấy tỏ tình thì tôi đồng ý, giống như cái duyên cái nợ, chuyện gì đến phải đến chứ tôi không nghĩ gì nhiều. Ngày đó, tôi thương Diệp Lan vì cái tài của ông ấy trong nghệ thuật, chứ ngày đó tôi là đào chính. Nhiều kép đẹp trong đoàn thích tôi nhưng tôi không ưng ai mà lại thương một người kép lão, tôi nghĩ đó là định mệnh, là duyên nợ. Nhưng khi về làm vợ rồi, về sống chung thì lại thấy có nhiều chuyện không hợp, tôi nhỏ hơn Diệp Lan nhiều tuổi. Tôi và Diệp Lan thôi sống chung năm 1968 rồi trở lại tới năm 70 mấy mới chính thức ly hôn. Ngày xưa lúc mới thôi nhau, tôi và anh xem nhau như bạn bè, anh vẫn tới lui thăm con. Mỗi khi gặp nhau chúng tôi vẫn vui vẻ và dành cho nhau sự hòa nhã. Nhưng khi tôi lấy chồng sau và anh ấy cũng lập gia đình mới thì chúng tôi ít khi gặp gỡ. Tôi có gặp người vợ sau của anh Diệp Lan vài lần, chị ấy rất khéo léo trong giao tiếp và vui vẻ khi trò chuyện cùng tôi. Dù hiện tại đang sống cùng trên đất Mỹ nhưng mấy mươi năm qua, tôi và anh Diệp Lan hiếm khi chạm mặt nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng hết rồi. Về phần con cái, tôi vẫn để các con tới lui thăm hỏi ba bình thường. Trấn Thành bật khóc khi hay tin nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời. Ông ra đi ngay sau Vũ Linh là mất mát lớn của cải lương. Ngày 11 tháng 3, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời tại bang California, Mỹ sau một cơn đau tim. Ông hưởng thọ 83 tuổi. Thông tin này lập tức lan nhanh, để lại niềm tiếc thương đối với nhiều người, đặc biệt là các nghệ sĩ cải lương và người hâm mộ. Những ngày qua, sân khấu cải lương mất đi hai tên tuổi lớn. Nghệ sĩ Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 ở tuổi 66 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Một tuần sau, bộ môn nghệ thuật lại mất thêm cây đại thụ là nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Bày tỏ niềm tiếc thương, Trấn Thành cũng chia sẻ lại thêm một cây đại thụ nữa về với đất trời. Còn lớn lên trong những vai diễn ấn tượng của ông, không ai đóng vai ác mà làm người ta mê như ông. Coi cải lương mà chỉ hóng tới khúc chú Diệp Lan ra diễn mới phê thôi. Xin ngã mũ, cúi chào, tiễn biệt ông hội đồng thăng về với Đức Phật. Ông rời khỏi chốn tạm này để ở mãi trong dòng thời gian và ký ức của tất cả khán giả mộ điệu cải lương. Kiếp phụng sự ông đã hoàn thành mỹ mãn. Đến lúc nghỉ ngơi rồi ạ. Con chào ông hội đồng. Hay tin đàn anh mất, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương bày tỏ sự đau đớn, tiếc thương. Chia sẻ với Dinh, nam nghệ sĩ nói, rất thương tiếc anh Diệp Lan, tôi xin chia buồn cùng gia đình. Vậy là giới nghệ thuật đã mất đi một người nghệ sĩ lớn, gạo cội của cải lương miền Nam. Là một trong những người anh em thân thiết, diễn cùng nhau nhiều tuần thời cải lương thịnh hành, Minh Vương cho biết Diệp Lan là người rất nghiêm túc, tận tâm với nghề. Với các vai diễn, ông luôn tập trung hết mực, vào vai nào ra toát ra thần thái, khí chất của nhân vật đó. Ngoài ra, đối với đồng nghiệp và các thế hệ sau, ông hiền lành, vui tính. Khi cần sự chỉ dạy hay hỗ trợ từ Diệp Lan, ông luôn hết mình giúp đỡ. Ông nghiêm khắc với nghề nên con cháu luôn kính nể và coi ông là người thầy, người đầu tàu dẫn dắt, đáng học hỏi. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương kể, có lần ông cùng Diệp Lan có chuyến lưu diễn ở châu Âu suốt 2 tháng liền. Những ngày làm việc, gắn bó cùng nhau, Diệp Lan luôn là người khiến đồng nghiệp và người xung quanh yêu quý. Bởi ông vui vẻ, không gây mất lòng ai. Vừa mất Vũ Linh rồi đến anh Diệp Lan, một tuần qua nền cải lương Việt Nam mất mát quá to lớn. Không chỉ tôi, các khán giả mộ điệu bộ môn nghệ thuật này cũng sẽ rất thương tiếc, đau lòng, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương tâm sự. Cũng là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết nhắn gửi đến đàn anh ở tuổi 79, chứng kiến những cuộc di cư của người thân, bạn bè đồng nghiệp lần lượt ra đi, em đã quen dần với điều đó. Ấy vậy mà nhận được tin buồn của anh, em vẫn cứ day dứt và đau lòng khó tả.
Bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu ký ức cứ như một cuốn phim tua chậm hiện về. Nữ nghệ sĩ kể bà cùng Diệp Lan có nhiều kỷ niệm, nhiều cuộc hội ngộ để lại nhớ thương trong nghề. Giờ ông ra đi, để lại trong bà niềm tiếc thương vô hạn. Nhưng anh biết không, hành trang trong chuyến di cư lần này của anh rất nặng, chứa đầy ắp tình yêu thương của gia đình, bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là tấm chân tình của quý khán giả yêu nghệ thuật cải lương suốt mấy mươi năm qua. Từng câu ca, từng vai diễn của anh sẽ còn sống mãi và đi cùng năm tháng. Anh đã là một huyền thoại của sân khấu Việt Nam. Chào anh, kính tiễn biệt người nghệ sĩ tài hoa và luôn tâm huyết với nghệ thuật cải lương Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết tâm tình. Đối với các thế hệ đàn em và đồng nghiệp, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan như một người thầy trong nghề. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy tâm sự, bà đau buồn khi hay tin anh hai Diệp Lan ra đi. Với bà, ông là người anh cả, luôn yêu thương, dìu dắt các em. Nữ nghệ sĩ nói, những vai diễn của tôi từ Tô Ánh Nguyệt, Kim Anh, đến Trà Việt Nữ, được khán giả yêu mến một phần nhờ sự chỉ đạo diễn xuất của anh hai Diệp Lan. Nhờ có anh, Lệ Thủy mới có vai diễn ấn tượng và được khán giả yêu thương như vậy. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tâm sự, cô nhận tin nghệ sĩ Diệp Lan qua đời từ Diệp Tiên, con trai ông. Đối với Hồng Vân, nghệ sĩ Diệp Lan không những là bậc cha chú, mà còn như một người ơn. Cô kể, thời điểm cô xây dựng sân khấu Phú Nhuận, may mắn có nghệ sĩ Diệp Lan chỉ bảo, giúp đỡ, sân khấu này mới sáng đèn và được như hôm nay. Ngoài ra, ông còn giao Diệp Tiên, con trai cưng của mình để phụ Hồng Vân, giúp cô có sự nghiệp sân khấu tỏa sáng. Cuộc sống đạm bạc, đơn sơ. Nghệ sĩ Diệp Lan tên thật là Dương Công Thuấn, sinh năm 1941, quê gốc ở Châu Thành, Đồng Tháp. Từ nhỏ, cuộc đời ông đã gắn với sân khấu khi theo chân cha là thầy Đờn Ba Diệp đi nhiều gánh hát cải lương. Trải qua nhiều thăng trầm với nghề, cuối cùng ông được vào vai chính hoàng tử trong vở Chiếc Nhẫn Kim Cương. Lúc này, ông lấy nghệ danh Diệp Lan tức con trai của ông Ba Diệp và gắn bó với đoàn Hoài Dung, Hoài Mỹ qua các vai chính. Năm 1962, Diệp Lan gia nhập đoàn Kim Chưởng, được soạn giả Thu An giao đóng vai ông già 70 tuổi. Đây là vai diễn ghi dấu ấn trong sự nghiệp của ông, giúp Diệp Lan đạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1963 và bằng danh dự giải Thanh Tâm năm 1964. Gắn bó với sân khấu cải lương, Diệp Lan nhiều lần khiến khán giả cùng khóc, cùng cười, đôi khi phẫn nộ đến cùng cực với nhân vật. Những vai diễn của ông trong Tô Ánh Nguyệt, Nửa Đời Hương Phấn, Tiếng Hò Sông Hậu, Lôi Vũ, Cung Đàn Nhớ Thương, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Đặc biệt, nhân vật Hội Đồng Thăng trong Đời Cô Lựu do ông đảm nhận khiến khán giả nhắc nhiều, đặc biệt danh cho Diệp Lan là ông Hội Đồng. Ngoài lĩnh vực chính là cải lương, ông còn tham gia vào nhiều bộ môn nghệ thuật như kịch nói, điện ảnh, chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn. Tuy là nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng, Diệp Lan vẫn sống rất đạm bạc, đơn sơ thời còn ở Việt Nam. Ông ở một căn hộ trong chung cư cũ kỹ. Mỗi lần đi diễn về, nam nghệ sĩ thường đón taxi. Hỏi đến việc mua xe riêng, ông bảo nghệ sĩ chứ có phải doanh nhân đâu mà đi xe này xe kia hào nhoáng. Nhiều người nổi tiếng nhưng không giàu đâu, như tôi nè, ông nói. Những năm cuối đời, Diệp Lan sang Mỹ ở cùng vợ và con trai. Tuy nhiên, ông mắc nhiều bệnh, phải uống thuốc mỗi ngày. Chứng Parkinson khiến tay, chân ông run rẩy, người lúc nhớ lúc quên. Tuy nhiên, gắn bó với nghiệp cầm ca, nghệ sĩ gạo cội vẫn nhớ nghề da diết. Ông kể đêm nào ngủ cũng mơ thấy mình được biểu diễn trên sân khấu. Ở nhà, đôi lúc ông còn ca hát nghêu ngao khiến người xung quanh giật mình. Năm 2003, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Những năm gần đây, nghệ sĩ nhân dân sẽ tận hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, ông đành lực bất tòng tâm.